Who's afraid of heights? Ai sợ độ cao đây? Có bạn anh, có nhân viên của anh này. À, em à? Thôi, anh cõng cho, anh bế cho. Ơ nhưng mà anh nhưng đẹp thiệt. Đẹp đấy. Gắn sang yêu Khánh. Anh TK giờ là thợ chụp ảnh trên tháp Nam San nha mọi người. Nên tính tiền nữa. Ủa, này là hai người, này là một người ha? Đó, anh tưởng là cái này là hai khóa đó. Cái này là hai khóa. Em làm một cái cho em, một cái Levi mới kia em một cái. No way. Anh hẹp, anh sẽ mua. Biết mua khóa cho Palette Slater để làm một cái. Biết mua mà. Mua một cái lót hai cái. Thật là đẹp và luôn nên nhưng mà cô đơn này. Chó chó đó hả? Làm nữa. Đó còn chỗ nào nữa không? Dạ, làm trên chạy đi. Ừ. Chạy ủa trên đó gì là gọi là? Trên gì chạy ngay đi à? Trên thì mấy chị em hay làm á, chạy á. Chạy đi, chạy đi. Quay cái váy xong rồi chạy. Chúng hỏi cắn đầu. Chụp hình thấy gì không? Chụp hình thấy gì không? Đấy nè, đắp này. Hồi nãy mua không luôn chịu. Rồi, không có cái hương. Đắp không chịu khoáng rồi. Anh cameraman nhảy với em xuống không? Giờ mình đi đâu nè? Mình đi qua xong mình gắn. Ừ. Gắn tên ai vậy? Tên ai xíu nữa biết. Rồi chờ hoa này, chờ hoa này. Ủa? Đừng quay trước, đừng quay. Cứ để vậy đi. Mình không biết tại vì nó dính luôn. Đừng quay vô. Này. Chảo vậy? Này hả? Rồi sao móc? Móc cái gì? Đây, cầm này chỗ, cầm này chỗ. Móc cái gì nè? Nó đâu có chỗ móc đâu. Đâu có móc tới. Sao phải móc vô người ta, móc vô người ta. Nè móc vô như người ta, móc vô của người ta luôn á. Móc vô người ta hả? Ờ, là kiểu là tình yêu của mọi người nó dính chặt với nhau. Này đúng không? Ờ, móc vô của người ta. Phải chưa? Rồi, bấm đi. Bấm nha. Bấm đi. Bấm. Rồi, chết rồi con rồi, bỏ bùa rồi, rồi. Sao? Rồi. Thành công. Game Time này quay chiếc game đi. Thấy chưa? Thấy World Game 2023 chưa? Chưa, đại diện. Ok, World Game 2023. À, tên nè, đấy. Trời, đẹp. Lên đây có một cảm giác khá tốt, cái năng lượng ở đây kiểu cảm giác rất là tích cực, rất là thoải mái cho tất cả mọi người á. Thì đấy cũng là điều mà anh nghĩ là team mình đang cần. Bởi vì cả anh cũng như là các bạn coach hôm nay cũng có bàn lại với nhau là nghĩ rằng là một game chain thêm hay là một bán tập luyện cũng không có giúp đỡ mình quá nhiều, nhưng mà một cái tinh thần thoải mái trước trận đấu ngày mai thì sẽ là một cái điều quan trọng. Và cái tiếp theo nữa đó là muốn mình có một cái sự gắn kết nào đó. Một vài sinh viên ở đây thì nó không còn bắt đầu vào từ đầu mùa, có những người vào từ giữa mùa, có những người vào từ nửa năm, có những người là cả năm. Đây là cái sự gắn kết của mình có thể sẽ có một xíu những cái vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Thì em cũng muốn có một vài những cái
tờ giấy vài câu hỏi để chia sẻ ra, bốc thăm random ra một vài những cái câu hỏi để chia sẻ cho cả team. Nó không phải là một câu hỏi gì quá khó, nó chỉ là một vài những cái mà anh muốn bọn em tâm sự ra để mình có thể hiểu nhau hơn, gắn kết nhau hơn. Hả? Yeah, let's do it. Yeah. Okay. So play so. Is it mình đi trước nha? Anh sẽ thử đi trước để. Vâng. Rồi bây giờ là Izumin sẽ đọc ra cái câu hỏi của Izumin, so Izumin sẽ trả lời. Câu hỏi của anh là kể một điều mà bạn thích, ngưỡng mộ hay là tự hào về một người đồng đội ngồi cạnh mình. Nói chung là để kể một đứa ở trong đội này thì chắc là ở thời điểm hiện tại anh sẽ chọn anh nói về Kati. Bởi vì sao? Đầu tiên là ở cái thời điểm đầu tiên anh gặp Kati là cách đây khoảng năm 2018, cái lần đầu tiên anh đưa Kati vào đội SG, lúc đấy là SGD, nó là xài cái gì Super Destroyer cái gì gì đó. Team trẻ của SGD á. Thì là đưa đi đánh một giải ở Singapore và rồi là cả đội là về hạng nhì thua team Malaysia. Hạng nhì là second place. Yes. Thì hồi đó thì thật sự là nếu như mình để nhìn vào một cái người mà mới nhìn vào một cách chơi như là Kati ấy, anh sẽ không thích đâu. Ngay từ đầu anh không thích cái lối chơi của Kati lắm, là pháp sư đứng giữa không có gì quá nổi bật. Nhưng mà đến khi mà cái năm 2020 Kati cùng với là Team Flash vô địch 2 mùa, sau đó thì lại tiếp tục có một cái dịp vào phát là bạn ý đã lựa chọn Gam để có thể là điểm đến tiếp theo. Thì qua rất là nhiều, tất cả bao nhiêu cái sự kiện em thấy một điều anh rất là ngưỡng mộ về Kati, đó là cái việc mà bạn ý có thể suy nghĩ rất là đơn giản nhưng có một cái gì đấy hiệu quả. Đó là anh nghĩ là nếu như anh nói là nghĩ ngắn thì không phải, mà nó rất là đơn giản nhưng mà lại luôn luôn đem đến một cái sự tích cực nào đấy. Giống như cái bài chung kết thế giới thì rõ ràng là Kati cũng không có được phong độ cao này, nhưng mà cứ càng dần dần thì Kati lại trở lại được cái phong độ của mình, và đến cái chung kết thế giới này thì anh thấy bạn ý cứng cáp hơn, rắn giỏi hơn rất là nhiều. Thì anh nghĩ là vì một cái tính cách và cũng là ít quan tâm đến những cái sự xung quanh đang khiến cho Kati có được cái suy nghĩ như thế không bây giờ. Hồi xưa anh tưởng đó là lầm lý ít nói, nhưng mà càng lâu thì anh nghĩ là đó là một cái suy nghĩ rất là tốt để cho em tiến xa. Trong câu hỏi này thì kiểu là nó có cái nào bọn em thấy bất ngờ khi nhất khi đi World có thể xem em hay là mình? Dạ, trong năm nay, nghĩa là trong năm nay em thấy cái gì mà em thấy bất ngờ nhất mà em không có ngờ đến được mà em muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Giống như kiểu là cái câu hỏi đó lúc mà anh viết thì anh nghĩ là nó giống như là có một cái mà em không ngờ tới mà em muốn chia sẻ, tại vì nhiều khi bản thân em không ngờ nhưng mà những đồng đội đấy chưa biết, kiểu vậy. Nói chung là kiểu hai mùa rồi em ra thế giới thì đánh kiểu nó không tốt, lại kiểu kết quả không tốt. Nhưng mùa này kiểu em thấy tự tin như là team mình có thể đi xa, nhưng mà thua trận Lào thì em thấy nó cũng hơi thất vọng phải không mình xíu. Nhưng mà em thấy kiểu thì mình đánh tự tin thôi, nghĩa mình không cần đánh hay đâu, nhưng mà mình là chính mình là được. Quan trọng là mình tìm lại bản thân mình thì ngày mai mình sẽ đánh tốt. Thì mình nghĩ cái điều đó là quan trọng với team và mình. Một thứ bạn muốn mọi người hiểu mình mà team chưa biết. Đây sắp xếp rồi bà. Tell us something that the team doesn't know about. Thì nói chung là mấy người mà chưa tiếp xúc với Đơ hoặc là tiếp xúc với Đơ chứ chưa từ lâu á, ai cũng thấy Đơ là kiểu nếu mà chưa tiếp xúc thì nghĩ Đơ sẽ là thằng kiểu khó chịu hay là nó hơi xấu xích á. Đơ cũng thấy là vậy nếu mà không tiếp xúc nhiều với Đơ, hay là chỉ là mấy đứa đó, ví dụ mấy đứa trong team khác á, nhìn Đơ tôi nghĩ là sẽ có cái cảm nhận đó. Còn khi vô team thì tôi nghĩ là tính Đơ hồi nhỏ lớn là Đơ luôn vậy, kiểu Đơ đi học hay là Đơ chơi với người sớm, kiểu Đơ thấy tụi nó làm không tốt hay là ý là tụi nó đang làm theo bản thân Đơ thì Đơ thấy không tốt, kiểu Đơ nghĩ là nó sẽ có thể làm tốt hơn.
hoặc là nó sẽ có thể giỏi hơn. Nhưng mà kiểu khi mà giống như là Đơ luôn muốn team mình tốt hơn, bản thân Đơ luôn muốn được tốt hơn, cái đó chắc chắn rồi. Kiểu Đơ cũng muốn mọi người kiểu ý là Đơ biết mọi người có thể làm tốt hơn á, mà cảm thấy mọi người vì một lý do nào đó làm được thì Đơ cũng cũng hơi nói chung là buồn. Nó hơi bị gọi là cái suy nghĩ của mình nó hơi bị cắn đứt á, kiểu nó hơi bị khó chịu quá, giống như bản thân mình làm không được á. Mình thấy người ta kiểu có thực lực mà người ta làm không được á thì mình cũng thấy buồn cho người ta, thì bản thân mình cũng vậy. Thì cái điều mà Đơ muốn mọi người hiểu là Đơ không có ghét ai hết, tại vì nếu mà ghét thì Đơ cũng không ở trong team, ở trong team thì Đơ muốn ai cũng tốt hết. Thì đó là điều mà Đơ muốn nói. Ai uống gì này trong sự không vậy? Ok. Đây không nói là chụp câu hỏi. Đúng rồi. Ai gì khó khăn mà có thể vượt qua cùng nhau mà bạn thấy tự hào nhất. In chơi nè. Ngày hôm mấy em đi trong sắp MV đó bạn ơi. Đợi sắp MV ở đang quay hay cái góc này là ngày mấy em đi mua luôn hả? Và hai mốc thời gian. Với mốc đầu tiên thì xin phép là chỉ có 3 hành viên thôi. À, mốc hành khai mới vô team. Đánh vi sinh mùa sơn mùa đông. Thua hành nghị. Khó khăn thì cái là của team thì nó cũng không nhiều đâu. Vậy như là cái thể diện của mình thôi mà, kiểu một cái giải mà kiểu mình đánh không hết sức á. Mình chiêu chiêu cảm giác mọi người với hàng ngày cũng thấy chiêu thôi một cái thể gì á. Đánh lần đầu tiên mình vô team thì ai cũng biết gao là team như nào, mình vô xong cái mình hạng nhì, xong cảm giác kiểu mình vô đây làm mẹ gì, xong mình đi vô xong đến team hạng nhì kiểu cảm thấy mình không có xứng đáng, cũng lúc đó khóc và cũng buồn vì team thua thì ít, nhưng mà buồn vì cảm thấy mình không xứng đáng để vô team thì nhiều. Sau khi mà mua mùa đông xong là cố gắng hết sức để làm sao mà xứng đáng ở trong đội, xong rồi cũng vô địch với mọi người 4 lần. À, tới cái mốc thời gian thứ 2 thì mốc khó khăn của đội của mình là nói chung chung là đi quốc tế. Từ lúc anh cây vô tới giờ đi quốc tế lần này là thứ 3. Thì 2 lần trước thì mình thua, lần này thì mình cũng thua trận đầu. Thì khó khăn nó cũng giống như anh Khánh vừa nãy nói là khúc này thì ai cũng thấy là khúc mà khó khăn nhất của team mình. Mình cần phải cố gắng vượt qua cái kiểu. Nên là mong là sau hôm nay thì tụi mình sẽ giống như anh Khánh nói, một tuần nữa quay lại. Đây là cái khúc mà mình tự hào nhất. Yeah. Ủa này có tuần nữa Khánh không quay lại. Thì đối với em thì em bất ngờ nhất của em là em từ đánh trường B lên đến A, rồi được may mắn được vào trong game, rồi cũng được đi chung kết thế giới cùng với mọi người. Đó là điều bất ngờ nhất đối với em. Thì câu chuyện mà lúc em kể với anh mà nếu mà không cho em đi thì nói từ đầu anh thì khá bất ngờ. Ok, thì Du cũng cố gắng là sẽ cùng hoạt động hết sức cho tất cả mọi người để có thể chiến đấu, chiến thắng và không có tiếc nuối, quan trọng nhất là không có tiếc nuối. I think we are a strong team, we can do that. Du nghĩ mình là một đội rất là mạnh và mình có thể làm được. Is it? Yeah! Mình cũng chấp phép bự, Ok, anh nghĩ là ngoài trừ Levi ở đây ra thì chắc là anh là người mà có thể nói là cùng đội GAM ở khá là nhiều, rất là có duyên cả đội GAM. Là 2017 anh cũng ở chung kết thế giới cả GAM này. 2019 là anh cũng ở phía sau media cho GAM này. 2020 là anh bắt đầu làm quản lý của GAM, nghĩa là trong chung đồng hành cùng GAM trong rất là nhiều thứ. Thì một cái kỷ niệm đấy là tại sao anh thích làm quản lý và lại tiếp tục thích làm eSports cái liên minh này thêm nữa, thì đấy là năm 2017, bởi vì anh được đứng ở chỗ sân vận động tại Vũ Hán á, được đứng ở ngay phía dưới, được đứng ở phía media, anh được đi tất cả xung quanh khắp nơi. Đấy là một sân vận động khá là lớn, thì được nghe mọi người đều GAM liên tục rất là to, và tất cả khán giả rất là cuồng nhiệt, và khán giả Trung Quốc họ
điên kiểu vì Gam thời đấy, làm cho mình lúc đấy mình rất là tự hào. Kiểu cái cảm giác tự hào đấy là nó kinh khủng lắm, làm cho mình kiểu vẫn luôn luôn nhớ mãi đến tận bây giờ á. Thì đến thời điểm hiện tại là anh nghĩ là anh trải qua khá là nhiều mấy cái khó khăn của Gam rồi. Có mấy lúc mà Gam thậm chí là có thể là giải thể ở cái đợt 2020, thì có quá nhiều hồi đấy, quá nhiều thứ như kiểu người này tấn công xong rồi người kia tấn công, cả cộng đồng tấn công, quá nhiều cái khó khăn. Ok anh, chào ok anh. Nhưng mà cuối cùng ấy thì ví dụ như một số bạn từng gắn bó với cả những đợt anh Vinh ấy, thì anh Vinh cũng lúc đấy cũng rất là cố gắng để tìm một người chủ tốt để bán Gam cho. Thì khi mà nhìn thấy anh TK và anh Randy ấy, thì hồi đó anh nhớ anh Vinh có nói với anh là anh phải cố gắng tìm để bán một chủ rất tốt và họ chịu đầu tư và họ chịu vì còn làm rất chuyên nghiệp. Thì rất là may mắn khi mà đó thì anh cùng để khiến cho cái thương vụ đấy nó thành công và để cho mọi người có được một cái cơ sở vật chất rất là tốt, mọi người có một cái điều kiện thi đấu tốt nhất từ đó đến giờ. Và coi như là mình vượt cầm giống như kiểu cảm giác là mình cứu được một con tàu đắm để đưa trở lại ấy. Thì một trong những cái thành công lớn nhất đấy là gần như là cả đội mình không có gì cả, và anh biết là trong cái thời điểm đấy là các bạn bị nợ lương khá nhiều, cũng rất nhiều khó khăn. Nhưng mà đương nhiên là anh Vinh cũng đã cố gắng để có thể trả lại cho mọi người. Thì trải qua những cái khó khăn đấy, mọi người vẫn vô địch được cái mùa xuân năm 2021. Đấy là anh nghĩ là một trong những mùa ấn tượng nhất đối với anh. Nhưng mà mình không được đi MSI thật. Sau đó thì mình có 3 cái mùa đi thế giới đến thời điểm hiện tại. Thì những cái mùa trước thì anh tiếc nuối nhiều lắm. Nhưng mà cái mùa này thì anh nghĩ là mình đang làm tất cả mọi thứ cùng nhau rồi. Mình không có gì để mình tiếc nuối, là mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Mình chuẩn bị từ sức khỏe, mình chuẩn bị từ tinh thần, mình chuẩn bị từ cả trình độ. Tất cả bọn em đều đang làm cái điều đấy rất là tốt. Chỉ có một chút xíu những cái trục trặc nhỏ nhỏ. Thì hôm trước có thể là mình hơi đẩy nhau sang một tí xíu thôi. Nhưng anh thì anh luôn luôn tin rằng là khi mà anh đã chọn bọn em là tuyển thủ của Gam thì là cái anh sẽ cố gắng để biến cái lựa chọn đấy, và anh sẽ cùng với tất cả mọi người biến cái lựa chọn đấy nó thành đúng. Chứ hồi xưa anh sẽ không có nghĩ là cái lựa chọn này của mình có sai lầm hay không. Thế nên là ngày mai với anh nghĩ là rất nhiều khó khăn của tất cả các bạn ở đây đã từng trải qua từ khi còn bắt đầu là tuyển thủ. Có bạn không được gia đình chấp nhận, có bạn thì ốm, có bạn thì bệnh tật, có bạn thì mãi mới có thể vươn lên đến đỉnh cao. Thậm chí là có bạn rất là khó khăn ăn từng bát mì nữa. Hiện tại thì mình đang ở một cái level rất là khác so với cậu xưa. Nhưng mà cái bicep bây giờ cũng đang cần bọn em để tiếp tục nâng nó lên, để những cái tuyển thủ theo sau em để coi tiếp tục đây là một cái nghề tháng để theo đuổi, đó là một cái ước mơ. Làm thế nào để trở thành tuyển thủ như Levi, làm ra trở thành tuyển thủ như Kiaya, là những hình mẫu mà để cho tất cả mọi người cùng phải noi theo. Thì đấy là cái điều mà anh muốn làm, cái điều mà anh muốn hướng kiểu như là cái ước mơ của anh ấy. Là biến cái nghề này là một cái ước mơ ở cho tất cả mọi người. Thì từ ngày mai ấy, mình muốn bắt em khi mà mình bước ra sân khấu mình làm thế nào để có một cái dáng đi nó thật là tự tin. Mình chiến đấu để cho tất cả mọi người ở xung quanh, không phải là khán giả xung quanh. Anh nghĩ bọn em không cần quan tâm đến khán giả,
mà anh nghĩ bọn em quan tâm đến gia đình mình, quan tâm đến những người quan tâm đến mình, quan tâm đến những bạn fan thực sự quan tâm đến mình, yêu thương mình. Là đánh để cho những, để cho mọi người có một cái trận đấu ra trò, đánh để cho cái nghề này nó trở thành một cái nghề được tất cả mọi người ước mơ. Hả? Yeah. Yeah. Sorry. Well said. We love the emotion. Thank you for being honest and open. Good. 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 And try. Who are we? Yeah. What time is it? Gam time. One, two, three. Gam. Yeah.